lắp đặt cái hộp cọ. Mình có chỉ có cái ba phụ kiện này như này thôi, thì cái miếng nhỏ này mình sẽ lắp ở dưới này. Hai cái này, lắp như này, đây là miếng dán, mình dán tường, khi lắp như này, cái này là miếng treo này, treo lên. Khi mình treo á thì cái miếng này này nó quay ra ngoài này.